tiếp thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn đến tất cả quý vị đã có mặt trong ngày hôm nay. Và mở đầu cho chương trình văn nghệ ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với bài hát Bác đang cùng chúng cháu ngày hôm cho phép nam nữ trình bày. Thank you.
thật đặc sắc để chúc mừng hội nghị hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí, lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt cho những người làm chương trình xin phép được gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, mùa xuân đến rồi đó, tôi mắt ban lên những lời reo vui nhắc nhở những ai còn đang mải miệt với công việc, biết sự hiện diện của vườn cây cột mốc minh nghi nổi lên trong lòng chảy bất tận của thời gian. Vâng, khi vòng quay thời gian đã qua 365 ngày, khi những cánh chim én từ phương bắc quay về, ta được đắm mình trong mùa xuân với bao cao ngát ước mơ, mùa xuân của trăm hoa đua nở, mùa xuân nổi trời. Khi bóng dáng xuân thấp thoáng bên thềm nhà, được người người bất tận rộn ràng, ai nấy đều hối hả hoàn tất những gì còn dang dở. Nhịp sống ngày nay rắc rết như gốc gác, được sự cho phép của chính quyền địa phương cũng như sự đồng ý nhất trí của ban liên lạc, hôm nay hội truyền thống E50 anh hùng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 long trọng tổ chức hội nghị mừng đảng mừng xuân họp mặt đồng đội. Xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí. Ông Nguyễn Văn Bình, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 3. Ông Nguyễn Như Ngọc, tổ trưởng tổ dân phố số 3. Bà Nguyễn Thị Luyến, trưởng ban mặt trận tổ quốc tổ số 3. Bà Hoàng Thị Nhẫn, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ số 3. Hội nghị hôm nay xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Đình Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trung đoàn 50, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Di chứng Chiến tranh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng 09 phía Bắc. Đồng chí Phạm Thị Hải Vi, Giám đốc Công ty Thương binh Đại Sơn Tùng, kiêm trưởng ban gia vận Trung tâm Trợ giúp Di chứng Chiến tranh thuộc Hội Truyền thống E50 Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Đồng chí Đỗ Văn Tiệp, cựu chiến binh bộ đội Trường Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng 09 phía Bắc. Đồng chí Lương Minh Nghị, Giám đốc Trung tâm Điện lạnh Hải Phòng. Đồng chí Trung tá Nguyễn Đức Hiếu, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin. Đồng chí Đào Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Cựu chiến binh Quân tình nguyện Việt Nam giúp cách mạng Lào. Đồng chí Đinh Văn Tinh, Văn hội trưởng Cựu chiến binh Quân tình nguyện chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào, phường Nam Hà, quận Kiến An. Cùng toàn thể các đồng chí Cựu chiến binh đã về dự đông đủ đề nghị hội nghị nhiệt liệt chúc mừng. Dự hội nghị hôm nay có các tập thể cá nhân có hoa và quà chúc mừng. Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời chí Lương Minh Nghị, Giám đốc Trung tâm Điện lạnh Hải Phòng lên tặng hoa. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Đình Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trung đoàn 50 lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời. Đề nghị hội nghị
chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất. Mùa xuân sẽ đến với muôn nhà, không thể xa thèm, bởi một lẽ rất đơn giản, mùa xuân là quy luật của tự nhiên và chẳng bao giờ kém chọn. Và hôm nay trên sân khấu này, không khí mùa xuân lại như tràn ngập. Và tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Đình Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trung đoàn 50 lên chúc Tết. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa ông Phúc Thế Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân quận Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị. Hôm nay trong không khí toàn đảng, toàn quân và dân ta chuẩn bị đón mừng xuân mới năm 2018 Mậu Tuất, tôi xin thay mặt Hội Truyền thống E50 Anh hùng Khu 3 Trung đoàn 50 kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các quý cùng toàn thể hội nghị bước sang một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông, chúc ông và gia đình mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Khi em thôi đi quay,
chương trình văn nghệ trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng hướng lên trên sân khấu để cùng chứng kiến và xem một chương trình múa rất đặc biệt. Vâng, xin mời quý vị cùng đến với đội múa Múa Lâm Tươi qua phần thể hiện của Cúc An và Thanh Hương. Come on.
Vi qua một ca khúc Gần Lòng Trường Sa. Vâng, quý vị hãy cho cô Hoài Vi một tràng tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Yeah.
Vâng, xin cảm ơn ông Hải Vy rất nhiều. Quý vị cùng đến và cùng thưởng thức một giọng ca rất hay, rất ngọt ngào. Cô là ca sĩ đội lân của quân đoàn 2. Vâng, xin mời nữ ca sĩ Khánh Ly qua tác phẩm Sợ Nhớ Sợ Thương. Vâng, quý vị hãy cho cô Khánh Ly một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính thưa quý vị thân mến, để chương trình được sôi động hơn và tiếp tục sẽ thay đổi trong chương trình văn nghệ ngày hôm nay, thì xin mời quý vị cùng đến với vũ điệu nhảy Paso có phần thể hiện của Duy Xuyên và Minh Nga. Vâng, xin trân trọng kính mời. Thank you.
Thank you.
thực hiện. Quý vị ơi, ca khúc này là rất là vui và rất là rộn, mà có nghĩa là ca khúc này tôi phải yêu cầu cái đôi yêu vũ bây giờ của tôi Nga Duyên đã lên phụ hạ cho tôi một ca khúc này với tựa đề Có Ngựa Trên Đồi Cỏ Non. Quý vị ơi, chúng ta thay đổi không khí nhân tính quý vị ơi. Ngày mai mình